Vâng, và đáng nói là trong nhiều vụ phá rừng thời gian gần đây thì lại có sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ quản lý rừng và một phần trách nhiệm và thiếu trách nhiệm của chủ rừng. Và một khi tình trạng này không được xử lý đến nơi đến chốn thì chuyện phá rừng sẽ không bao giờ dừng lại. Vâng, kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cũng chính là cách mà tỉnh Phú Yên đang làm để ngăn chặn nạn phá rừng ở đây, nơi mà những năm trước kia liên tục xảy ra các vụ chặt phá rừng gây nhiều thiệt hại. Xã Phú Mỡ là một trong những nơi đã để xảy ra phá rừng lấn chiếm đất nông nghiệp lớn vào năm 2020 tại Phú Yên. Với hơn 53 hecta rừng ở xã bị phát dọn lấn chiếm trái phép tại nhiều tiểu khu. Nhìn lại việc 6 lãnh đạo xã cùng 6 đảng viên khác bị huyện ủy cảnh cáo kỷ luật, trong đó các cán bộ phải luân chuyển vị trí do thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ phá rừng năm ấy. Theo mang nghĩa là nỗi buồn của người dân, nhưng đó cũng là việc cần phải làm. Bởi theo ông, có xử lý, có quyết liệt thì mới ngăn chặn được tình trạng phá phát rừng trái phép. Vi phạm trực tiếp đối với rừng hay là vi phạm che chở, hay bao che, muốn làm rõ. Nhiều bao tuổi già muốn làm rõ. Nhìn lại 3 vụ phá rừng lớn trong 2 năm gần đây tại Phú Yên cho thấy, đến nay đã có ít nhất 22 cán bộ kiểm lâm lâm nghiệp và lãnh đạo xã có liên quan đến các vụ phá rừng này đã bị cảnh cáo kỷ luật về mặt đảng, hoặc bị đưa ra xét xử phạt tù vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra nhanh, xử lý sớm và trong xử lý không có vùng cấm khi có dấu hiệu vi phạm, đó là yêu cầu được Thường trực tỉnh ủy Phú Yên đặt ra cho các địa phương trong công tác xử lý cán bộ có liên quan đến các vụ phá lấn chiếm rừng xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình anh giao nhiệm vụ mà để thiếu trách nhiệm, để rừng bị phá, nghĩa là trách nhiệm của anh trong công tác quản lý, trong công tác bảo vệ rừng. Và chưa nói là cái việc tiếp tay, thì theo cái mức độ tội phạm, lỗi phạm, thì có thể là xử lý về mặt đảng, về pháp luật, nghĩa là tùy cái mức độ mà xử lý nghiêm và kịp thời. Thực tế cho thấy, mất cán bộ trong điều kiện thiếu nhân lực trầm trọng trong ngành kiểm lâm hiện nay sẽ khiến cho công tác bảo vệ rừng càng khó khăn. Nhưng sai phạm mà không quyết tâm xử lý thì rừng sẽ còn mất nữa. Do vậy, chỉ khi quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì mới có thể răn đe, giáo dục, phòng ngừa tình trạng phá rừng.